Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nhận định cực sốc trước trận bán kết U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia. U22 Indonesia không phải đối thủ của U22 Việt Nam. U22 Việt Nam chỉ có một ngày nghỉ trọn vẹn trước bán kết. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Philip Choser phải tính toán thể lực hợp lý để đối đầu với U22 Indonesia trong trận bán kết diễn ra lúc 16 giờ ngày 13 tháng 5. Tấm vé vào chơi bán kết SEA Games 32 cho thấy U22 Việt Nam dù gặp nhiều vấn đề nhưng vẫn đảm bảo được mục tiêu điểm số ở vòng bảng để giành quyền đi tiếp. Đáng mừng với huấn luyện viên Philip Choser hơn nữa khi các cầu thủ chơi tiến bộ dần qua từng trận. Trong hai trận gần nhất, U22 Việt Nam đã thắng U22 Malaysia nhờ thế trận phủ đầu rồi chơi hiệp 2 đáng khích lệ trước U22 Thái Lan khi mạnh dạn cầm bóng triển khai tấn công. Tuy nhiên, thách thức của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Indonesia sẽ là vấn đề căn cốt nhất để vận hành mọi hệ thống chiến thuật trong bóng đá, đó là thể lực. So với U22 Indonesia, U22 Việt Nam có ít hơn một ngày nghỉ. Sau trận gặp U22 Thái Lan, ông Chua Dơ đã cho U22 Việt Nam nghỉ xả hơi một ngày để hồi phục. Tính cả trận gặp U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ ra sân 3 trận trong 5 ngày, đều trước những đối thủ mạnh hàng đầu giải đấu. U22 Việt Nam tiến bộ qua từng trận. Việc thi đấu với U22 Indonesia lúc 16 giờ cũng là một xung lực khác đẩy U22 Việt Nam đến giới hạn chịu đựng. Thực tế việc thi đấu dồn dập không phải điều mới mẻ ở SEA Games. Tại hai giải đấu gần nhất, U22 Việt Nam đều phải đá với mật độ rất dày, cứ 3 ngày lại ra sân một trận. Toàn đội vẫn vượt qua bởi nòng cốt đội hình gồm những cầu thủ đã liên tục thi đấu tại câu lạc bộ, từ đó giữ được nền tảng thể lực và cảm giác bóng tốt, chưa kể sự giúp sức từ các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, U22 Việt Nam hiện tại không có được những ưu thế này. Các cầu thủ phần lớn dự bị ở V-League hoặc là thi đấu ở giải hạng nhất. 6 tháng qua, đa số đội hình U22 Việt Nam thi đấu không quá 20 trận, vốn là con số ít ỏi với các cầu thủ trẻ. Không được thi đấu thường xuyên, các cầu thủ càng khó duy trì nền tảng thể chất trong bối cảnh ra sân liên tục. Nhưng huấn luyện viên Chua Dơ đã lường trước trở ngại thể lực. Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, ông thầy người Pháp đã dồn cho U22 Việt Nam khối lượng tập luyện rất nặng trước thềm giải đấu. Việc cầu thủ phải tập luyện với cường độ cao, khối lượng lớn, liên tục đổi bài và duy trì nếp tập luyện gấp gáp trong nhiều tuần là để huấn luyện viên Chua Dơ cho học trò làm quen sẵn với mật độ thi đấu tại SEA Games. Bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Đến khi vào giải đấu, ông Chua Dơ nhả dần khối lượng tập luyện, tính toán các bài tập dựa trên thực tế thể lực và khả năng đáp ứng của học trò, nhờ vậy tăng hiệu quả. Trước trận gặp U22 Malaysia, U22 Việt Nam đã có 2 ngày nghỉ ngơi, chỉ tập trong phòng gym hoặc bể bơi, kết hợp với những trò chơi dưới nước để thư giãn, hồi phục nền tảng thể chất lẫn tinh thần. Việc kết hợp nghỉ ngơi và tập luyện đến lúc này vẫn được ban huấn luyện chú trọng. Huấn luyện viên Chua Dơ đã để 8 trụ cột U22 Việt Nam nghỉ ngơi, ở trận gặp U22 Thái Lan cũng nằm trong kế hoạch ban đầu. U22 Việt Nam đã có một trận đấu thả lỏng về tinh thần nhưng đầy khích lệ về kết quả. Nhờ vậy đang có sự sung mãn để đối đầu với U22 Indonesia. Tuy nhiên mấu chốt để giải bài toán thể lực không nằm ở quá trình chuẩn bị mà là thi đấu. Huấn luyện viên chưa Dơ khẳng định để không phải hao tổn thể lực đuổi theo bóng, các cầu thủ phải kiểm soát được bóng, truyền thật chuẩn và hạn chế để bóng rơi vào chân đối thủ. Lối chơi kiểm soát bóng của huấn luyện viên người Pháp là con đường duy nhất để U22 Việt Nam tiết kiệm thể lực, tránh bị cuốn vào cuộc đua thể lực mà U22 Indonesia sẽ cố răng ra. Đội hình U22 Indonesia có nhiều cầu thủ tốc độ, kỹ thuật, giỏi tranh chấp tay đôi. Huấn luyện viên Indra Jafri cũng là tín đồ của trường phái thực dụng rắn giỏi, mà hình ảnh thô giáp của U22 Indonesia ở SEA Games 30 là minh chứng. Khi ấy U22 Việt Nam đã thắng bằng cơ bắp và sự tinh quái lão luyện của những văn hậu, tấn sinh, tiến linh, hùng súng. Còn hiện tại, trong bối cảnh lứa U22 Việt Nam không có thể hình tốt, lại kém kinh nghiệm khi đặt cạnh đàn anh. Việc lựa chọn lối chơi uyển chuyển, mềm mại và khôn khéo là thượng sách để vượt qua được cuộc chiến khó khăn này. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá, U22 Việt Nam càng kết dính và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, chúng ta càng tiết kiệm thể lực. Các học trò của huấn luyện viên Trưa Dơ cần cầm bóng hiệu quả. Tránh rơi vào cuộc đấu tay đôi về thể lực. U22 Việt Nam đã tiến bộ, nhưng sự tiến bộ ấy cần ổn định hơn. Ban huấn luyện cần chuẩn bị rất tốt khâu thể lực cho U22 Việt Nam. Ngoài ra các cầu thủ cần có tâm lý tốt và tự tin, bởi nếu mất tự tin thì thể lực sẽ đi xuống. Hãy cố gắng chơi thứ bóng đá của mình như đã thể hiện ở hiệp 2 trận gặp U22 Thái Lan. U22 Việt Nam có thành tích đối đầu vượt trội trước U22 Indonesia. Trong suốt 10 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa từng để thua trước các cầu thủ Indonesia tại đấu trường SEA Games. U22 Việt Nam áp đảo U22 Indonesia tại SEA Games. Nhìn lại thành tích đối đầu giữa hai đội trước đây, có thể nói là kể từ sau trận thua 0-2 ở bán kết SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm 2011, bóng đá Việt Nam đang duy trì thành tích bất bại trước U22 Indonesia ở sân chơi SEA Games. Cụ thể, sau SEA Games 26, hai bên đã gặp nhau tổng cộng 5 lần với 4 thắng lợi nghiêng về phía các đội U22, U23 Việt Nam. Trận còn lại khép lại với tỷ số hòa không đều. Tại SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào năm 2015, đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Miura đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước các cầu thủ U22 Indonesia trong trận tranh huy chương đồng. Ở SEA Games 28 năm 2017 Đội U22 Việt Nam khi đó cũng chơi hoàn toàn áp đảo trước các cầu thủ Indonesia nhưng không thể ghi bàn trong trận này. Hai bên hòa nhau không đều. Trận này cũng chính là khởi nguồn cho tấn bi kịch bị loại ngay từ vòng đấu bảng của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng không lâu sau đó. Đến kỳ SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines vào năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam với sự bổ sung hai cầu thủ quá tuổi đã hai lần giành chiến thắng trước Indonesia trong các màn so tài tại vòng bảng và sau đó là trận chung kết. Đây cũng là thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử, giúp bóng đá Việt Nam chính thức chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games sau rất nhiều năm chờ đợi. Mới nhất ở kỳ SEA Games 31 vào năm ngoái, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại đội bóng xứ Vạn Đảo với thắng lợi cách biệt 3-0 khi hai đội chạm mặt nhau ở ngày ra quân. Khi ấy, các pha lập công của Tiến Linh, Hùng Dũng và Văn Đô đã giúp đoàn quân áo đỏ đập tan tham vọng chiếm giữ ngôi đầu của đội bóng xứ Vạn Đảo, để qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí đứng nhất bảng. Dẫu biết lúc này đội hình của U22 Indonesia đã rất khác khi sở hữu nhiều cầu thủ đã dạn dày kinh nghiệm trận mặc. Song nếu đoàn quân của huấn luyện viên Chuzer tiếp tục giữ vững phong độ, sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội thì họ hoàn toàn có thể vượt qua đội bóng xứ Vạn Đảo tại trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 5. Trận hòa trên cơ U22 Thái Lan là sự khẳng định rất lớn với U22 Việt Nam để những chàng trai của huấn luyện viên Chuzer càng tự tin đánh bại U22 Indonesia ở bán kết vào lúc 16 giờ ngày hôm nay và hiên ngang bước vào chung kết SEA Games 32. Cuộc đối đầu khốc liệt Huấn luyện viên trưởng U22 Indonesia Indra Jafri hết lời khen ngợi huấn luyện viên Philip Chưa Dư như là nhà cầm quân ấn tượng nhất tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Nhưng đừng quá vội tin lời khen chiến lược gia lão luyện đang nắm trong tay binh đoàn U22 Indonesia thiện chiến với sự tự tin và khí thế đang lên cao đội U22 Việt Nam sẽ chơi tấn công. U22 Indonesia xếp nhất bảng A với 4 trận thắng, có 12 điểm tuyệt đối, ghi đến 13 bàn và chỉ thua 1 bàn. Họ có Faja Fatua Ratman đang cùng Văn Tùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng. U22 Indonesia cũng cho thấy tính đa dạng trong lối chơi và huấn luyện viên Indra Jafri cũng sử dụng nhân sự khá linh hoạt, hiệu quả. Ông Chuzer nhận định, U22 Indonesia có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày đã quen đá trên sân Olympic, trong khi U22 Việt Nam nhiều khả năng mất tiền đạo quốc Việt đến hết giải vì bị lật cổ chân. Tôi thấy các cầu thủ U22 Indonesia rất tập trung trong mọi hành động và sinh hoạt. U22 Indonesia là đội bóng mạnh và giàu tham vọng. Tôi chờ đợi trận đấu khắc nghiệt, ai cũng sẽ dốc sức để vào chung kết. Đội nào mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và tỉnh táo hơn sẽ chiến thắng. Pháo lệnh tấn công. Trong cuộc họp báo trước trận bán kết Huấn luyện viên chưa Dơ tỏ rõ sự hài lòng khi U22 Việt Nam đang đạt trạng thái tâm lý rất tích cực trước bán kết SEA Games 32. Dưới sự dẫn dắt của ông, các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm trở nên dần tự tin, trưởng thành hơn cả về trình độ lẫn tâm lý. Điều ấy thể hiện rõ trong trận gặp U22 Thái Lan. Chắc chắn đó là động lực để U22 Việt Nam trở nên mạnh mẽ và dám chơi tấn công phóng khoáng trước U22 Indonesia. Trưa 12 tháng 5, đội U22 Việt Nam rất thích thú khi làm quen sân Olympic với mặt cỏ phẳng phiu hơn so với sân Prince. Các chàng trai trẻ được thầy Chuzer cho nghỉ nguyên một ngày để có được cảm giác thoải mái, tự tin nhất có thể trước trận đấu knock out với cầu thủ mạnh là U22 Indonesia. Thể lực sẽ không là vấn đề khi đội hình chính được nghỉ ngơi đủ ở trận cuối vòng bảng. Điều kiện thời tiết ở Campuchia mấy ngày nay cũng đỡ khắc nghiệt hơn. Nắng nóng ở Phnom Penh đã dịu bớt nhờ những cơn mưa rào. Dường như cả về chủ quan và khách quan, mọi thứ đang rất ủng hộ thầy trò Chuzer. Nếu không có bất ngờ phút cuối, trong trận đấu hôm nay, hàng thủ U22 Việt Nam sẽ gồm thủ môn Văn Chuẩn và bộ ba trung vệ Tiến Long, Quang Thịnh, Tuấn Tài. Minh Trọng và Văn Cường sẽ lên công về thủ ở hai biên với nguyên tắc người này lên thì người kia sẽ lùi, được bọc lót bởi hai tiền vệ trung tâm Thái Sơn, Đức Phú. Văn Tùng sau khi được nghỉ ngơi hoàn toàn trước U22 Thái Lan sẽ lĩnh sướng hàng công với Văn Đô lệch trái. Huấn luyện viên Giơ đang cân nhắc vị trí tiền đạo phải bởi sự tiến bộ thần tốc của Văn Khang cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp U22 Thái Lan. Thực tế thanh nhàn, sở trường chơi lệch trái giống Văn Đô, cái chân trái rất ngoan và thông minh của Văn Khang từ biên phải bó vào trong sẽ hiệu quả hơn, tạo không gian cho Văn Cường xâm nhập vòng cấm của đối thủ. Quan trọng hơn, như huấn luyện viên chưa Dơ khẳng định, U22 Việt Nam sẽ mở rộng không gian để chơi tấn công, nhưng phải giữ được cái đầu lạnh trước U22 Indonesia, bởi đối phương khi nóng lên có thể sẽ chơi rất hiếu chiến. Cần bình tĩnh trong những tình huống chống phản công cũng là nhiệm vụ quan trọng. Khi mất bóng, U22 Việt Nam sẽ lập tức đồng bộ pressing tầm cao để giành lại. Đó là điều chúng ta đã làm rất tốt trước U22 Thái Lan. Và nói như huấn luyện viên chưa giờ, tất cả có thể chờ đợi một trận đấu cởi mở rất hay giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Dĩ nhiên chúng ta cần chờ đợi và kỳ vọng chiến thắng sẽ thuộc về Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.